Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, tiếp theo chương trình diễn năm sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến phẩm Kệ Dân Của Người Khùng. Đây là quyển thứ nhì mà Đức Thầy đã viết ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo, dài 476 câu, khởi đầu bằng câu "Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế" và chấm dứt bởi câu "Ta ra sức dắt dìu bá tánh". Kính thưa quý vị, tác phẩm này quý vị sẽ được thưởng thức qua sự thể hiện của các độc giảng viên Lý Thị Mai, Lê Công Minh, Phạm Thị Y Nhiện và Bùi Văn Tài. Thành kính diễn ngâm. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dần màn rượu thuế mà thương, chẳng qua là nam việt vô vương, nên tay ắt xảy ra bà không cần đổi thay, chẳng biết vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn mới mấy năm sau quá hao mòn, mùa màng thất đối đào không vợ con đói rách đùm đeo, gặm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc, nhìn cuộc thế đổi thay quá mãi, thiên cờ mỗi phút mỗi thay nẻo thành suy, như thể tên bay đường vinh nhục rủi mai một lát. Ai phú quý giàu đài ra khùng thương hết thấy ở trần, khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tình tâm tìm đạo, trái chung liệt đáng trai hiền thảo gai tiết trình, mời gái nam trào lời khách hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa, đời tận thế mà còn lần lửa chẳng chịu mau cái giữ về lành. Làm Phật nhi phải
thì mới đặng vãng sanh cực lạc. Tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều báu lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thanh. Cuộc dương thế ngày nay mỏng mạnh mà sáng giàu, còn hiếp nghèo nàn phải hoàng, sao mới khỏi hùm tha sâu bắc. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàng cầu, thiệt thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dòng cứu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hãnh, thương những người đói rách cơ hàng. Cảnh phồn hoa sanh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Cõi trần thế hết suy tới thành, hết lâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này dĩ nghĩ ta điên khùng, mà tánh lương hiền lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền. Mà dương thế cứ theo biếm nhẹ, sao lập hỏi thì già quá trẻ. Khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn, Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền dạy đạo ngữ làm người. Xem truyện thơ chẳng biết hồ ngươi, mà làm thôi điều thuyền lời.
đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phạt chúa. Đến chừng đó thiên la lưới bùa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học ta đạo làm điều ta mỹ, theo vị đoan cung kiến tình ta, thì sau này gặp chuyện đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thấy ba tánh nghinh tân yếm cửu, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng có kể công sanh dưỡng dục. Thương lê thứ bài tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyền hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Giá quê vô khuyên người tình ngộ, giá bán buồn thực giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kêu ngào. Xuống mượn xác nhầm năm kỷ, màu buồn xuất làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đã gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà phụng gái non kỳ, bởi gió dương đang bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gương
nhờ chữ Nam Mô. Khuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Xưa Tây Ba Thất Niên dù lấy huống chi ta, sao khỏi tiếng đời dòm biến trần cảnh khổ dời dời. Lao giới khổ, khổ lao chẳng xiết. Ghét bảo chúa là xưa trâu kiệt, mất cơ đồ lại bị lừa theo. Thương Minh Dương bắt chước thuận nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kể sao cho xiết, mượn xác trần bút tả ít hàng. Kể rõ ràng những việc lầm mặt làng xóm muốn nghe thì chép. Việc tu tình khùng không có ai ép, cho giấy vàng điền chẳng có nài. Lòng yêu dân chẳng nề dài, cho bổn đạo giải khuây niệm Phật. Việc sai đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng, Phật tiên thánh hãy nên trọng kinh. Bệnh ôn dịch cũng đừng mời thỉnh, cõi ngũ hành chẳng khá réo kêu. Hãy dình lòng chớ khá dệt theo, nói xiên xỏ cũng không no béo. Đời quân hạ ngày nay mỏng bẻo, khuyên thế trần hãy ráng kiên dè. Mắt tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có hàm nơi phú quý. Trong bốn đạo từ nay kim chỉ, đôi giới nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho bá tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đế sự phân. Lại giữa kề bể ngọc các lần, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy ba tánh nhiều
điều tai khổ cùng thương dân, nên phải hết lời. Vào lục châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lê thứ nào đâu có biết. Giải đạo chánh gì thương Nam Việt ở cao nguyên, vì mến nó tận quan trở về Nam đằng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân ly. Trong sáu tình nhiều điều ta mây tu hành mà dị kỳ quá chừng, thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh, chừng lập hỏi xác thân mới rành, nếu không thời khó thấy Phật trời. Khùng dạy dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tấm thân già cả. Cánh trần thế mặt ai thông thả, chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến dịp ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cảnh Tây Thiên bảo ngọc đầy lầu, ráng tu tịnh tìm nơi an dưỡng. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền tháo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bệ Ngọc Long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kinh thành trưởng lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già, ráng tịnh tâm dẹp được lòng tà, thì được thấy Phật tiên thần thánh. Vì không giữ hại nên xa lắm, theo gương hiền trao sửa làm người. Sao tà tinh ăn sông nuốt tươi, mà ba tánh chẳng lo cải thiện.
cõi hạ giới rồng mây chơi dần. Ở chòm xóm đừng cho nhớ bận, ráng giữ gìn phong qua nước nhà. Cầu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ăn bọn sẻn, thương những người người đói rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên sai bồi. Kẻ phú quý đừng dông cơm nguội, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà ba tánh chẳng theo học hồi. A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đằng trong chờ mong mỏi chúng sanh. Hiện hào quang ngũ sắc hiện lành, đang tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có chốn hồng trần. Nhiều cảnh nhuốc nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tránh. Chốn tử điểm ta nên xa lánh, tử đổ tường đừng có nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhớ nhuốc. Muốn tu tình nay đã gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Nên khổ lao khùng không có nại miền cho đời hiểu đặng khỏi trong dòng bình khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường. Chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những
thiết lập đời trở lại. Khắp lê thứ biển di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Lão nào có bài điều ma mị mà gạt lường bốn đạo chúng sanh. Đức Minh Dương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa. Trung giới hiểu ta nên trao trì, hiền giới lương bốn nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh vạn dân vô sự. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai. Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đôi đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời trụ kiệt, hãy tu nhân chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chi cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng hùng tốt tươi, miền bảy núi mà sao bao quy. Mặt trai gái trẻ già có nghĩ, thì phan cười tôi rất cảm ơn. Khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn, chứ bổn đạo chớ nên khinh rẻ. Nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bóng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo nhìn
những cây giới cội đắp xi măng sơn phớt đặt tên Ngục A Tỳ giữa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư dạy mau mau cải hối làm vô gì chánh đạo mới màu đạo Thích Ca nhiều nẻ khùng nói cho già trẻ làm tin theo lục tổ chứ theo thần tu khuyên bốn đạo chớ nên mê ngủ thức dậy tìm đạo liệt quốc tranh hùng được sanh sống nhờ ơn chính bề quá phép là biết bao mà kể chính từng mây nhạc trôi không dân lệnh Tây phương Phật tổ nền giáo truyền khắp cả Nam Kỳ hỏi lòng qua chọn kẻ tu mi người hiện đức đặng phò chân qua lại qua treo leo nhà giàu có sao nhiều tai ách hỡi ba tánh rừng sâu có mạch tuy u minh mà có đền vàng lệnh Quan Âm giải biểu khùng tròn cho bổn đạo rõ nguồn chân lý lỗ thầy đám hai bài trò khi mượn kinh luân tổng mương lấy tiền chốn diêm đình ghi tội liên miên mà tăng chúng nào đâu có rõ theo thần tu tạo nhiều chuông mỏ từ xưa nay có Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ai
kỳ quái làm trái đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang mướn tặng chúng đặng làm chữ thương ba tâm gì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn. Thấy lạc lầm đây đồng lòng son, khuyên bổn đạo hãy nên tình ngộ. Ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác quỷ vô thường, giật xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt giới thượng hai đường tỏ rõ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hai mau mau tu tình mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu, mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mấy làng. Làm hiền lành hơn tùng hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn ó re. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Nếu làm đáng được về cực lạc, thì giàu sang được tròn hai bề. Ý tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lo. Kinh giới sám tụng nghe thành thốt lũ nhưng bông, tập luyện đã rành đầu đờn kèn trong nhịp xanh. Làm ăn rập đặng đòi cao giá, tâm trần tốt còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô ly. Xưa thần tu bài điều ta mây, mà dắt diều ba tánh đời đường. Lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hôn.
Phật lớn chùa cao bối rối mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô gì chớ cũng che soi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lo. Giới chung ưa ăn đồ ngọt nên bày ra cung kiến hoài hoài, ý nhiều tiền chẳng biết thương ai, cung giới lại khó trừ cho đằng. Kẻ nghèo khó cầu siêu Phật bỏ hay sao, lập trai đàn chạy chọt lao sao, bôi lem mặt làm tuồng hát Phật. Nay nhằm lúc mùa mang ngập thất dậy, hãy mau bỏ bớt dị đoan, ráng giữ gìn luân lý tam can, trọn đức hạnh mới là bao quy. Nay gần đến Long Phi xà di, cảnh gian nan bãi tánh ngữ hầu kề, thấy chúng sanh còn hơi say mê, khùng chỉ rõ đường tà nẻo chánh. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn xác cư phàm dình đạo Thích Ca, làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất mà sang giàu chẳng xót thương giùm, có lỡ lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cũng mới Phật cứ làm chi. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu tung thiếu mà quơ mà tời. Khùng cá tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đôi mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lắm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chứ không dùng vật. Muốn bổn đạo tánh tình chân chất
rèn lòng hiền, thương xót lẫn nhau. Kể từ rài vàng lộn giới thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế, cứu ba tánh không cần lễ mễ, để giấc chiều đạo lý rành đường. Nước Nam dịp nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư dạy bất dụng của hùng. Khuyên hết kẻ ngu, người chỉ ráng tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Phật không khi nào rảnh tâm từ bi, vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giảng năm canh, về thượng số tội ác thì vô số kể, còn làm như thì quá ít ôi. Hỏi công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng trần thế. Đeo nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không còn tanh. Phật trong tâm, Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Sao đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thám thương ba tánh qua chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo nào kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là gì tình thiệt cho bà già, rõ biết người khùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chớ lục tự trí
mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Trong ba tánh từ nay buồn bực, khùng yêu dân chỉ rõ đạo màu. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biên chuyện thiên cơ rất tươi gấp, quyền chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được vàng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hai tướng Phật đừng làm bảo ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian. Vào xác trần nước mắt chưa chan, khắp lê thứ nghe lời thì ít. Chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt, cho non dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói dông dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn còn chút làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm sự thân mình cho vẹn. Chừng lập hỏi khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu phiên hải gắn ghi, ta ra sức giấc chiều ba tánh. Nam mô Tam giáo Quy Nguyên Phổ Độ chúng sanh A Di Đà Phật. Bưu ngọc vàng lai rõ đạo màu, sơn tầm hành thích nẻo cao sâu. Kỳ già thức tâm tìm đạo lý, hương tuyệt đắng lui bái phục. Nam mô A Di Đà Phật.